Nam bệnh nhân này vốn khỏe mạnh và chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh phải nhập viện do ngừng tim đột ngột, nhồi máu cơ tim. Rất may mắn, bệnh nhân được cấp cứu, can thiệp kịp thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ tiếp tục phải theo dõi, điều trị trong một thời gian dài. Một trong những nguyên nhân khiến anh bị ngừng tim được xác định là có liên quan tới thuốc lá. Thuốc lá có hại, mình cũng đã biết, nhưng mà vì thứ nhất, cái áp lực công việc của mình sẽ vẫn sử dụng thuốc lá thường xuyên ấy. Sau cái đợt này thì mình mới rút ra được cái vấn đề là cái thuốc lá rất là độc hại, nên từ bỏ. Nếu như trước đây bệnh lý nhồi máu cơ tim thường gặp ở người trung niên thì hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa. Đáng nói các bệnh nhân này đều có tiền sử hút thuốc lá. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, khoa cấp cứu nội nhi Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận khoảng 10 đến 15 bệnh nhân dưới 40 tuổi đến điều trị do mắc các bệnh này. 40 đến 50 tuổi trở lên thì mới có khả năng mắc nhân nhồi máu cơ tim. Nhưng mà hiện tại thì nó đã giảm dần đi và số lượng bệnh nhân trẻ bị mắc máu cơ tim do hút thuốc lá sợ gây ra xơ vữa mạch thì càng ngày càng tăng lên, đều là trên nền những bệnh nhân hút thuốc lá chứ không tự nhiên bị mắc bệnh lý nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân trẻ nhất gặp ở đây là bệnh nhân 28 tuổi. Đáng lưu ý, những bệnh nhân được cấp cứu kịp thời giống như nam thanh niên này, cơn nguy kịch có thể qua đi. Tuy nhiên, nếu như sau đó bệnh nhân vẫn tiếp tục hút thuốc lá, nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim là rất lớn. Những bệnh nhân mà hút thuốc lá nhiều thì sẽ gây ra những cái bệnh lý về xơ vữa mạch mãn tính, không phải chỉ mỗi mạch vành mà tất cả các mạch máu ở trong cơ thể. Nó sẽ hình thành những mảng xơ vữa và bệnh nhân sẽ có những cái đợt cấp, ví dụ như là nhồi máu cơ tim. Những cái bệnh lý này thì các bệnh nhân sẽ không được hút thuốc lại nữa, không thì nó sẽ tái hẹp rất nhanh, kể cả những bệnh nhân mà đã được đặt stent thành công và có thể gây ra một cái tái phát của nhồi máu cơ tim. Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng tới tim mạch mà còn tác động rất lớn đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Để tránh nhồi máu cơ tim khi còn quá trẻ và có một sức khỏe tốt, các bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người nên có chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh và đặc biệt quan trọng phải từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt.